Chào mừng quý khách đến với video Canada mua 1 triệu khẩu trang kém chất lượng từ Trung Quốc. Chính phủ Canada cho biết khoảng 1 triệu khẩu trang mua từ Trung Quốc đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn phù hợp dành cho chuyên viên y tế và sẽ không được cấp phát cho các tỉnh bang hoặc thành phố trong Canada. Cơ quan Y tế Công cộng Canada đang sàng lọc tất cả các vật tư y tế mà cơ quan này mua hiện nay, và những khẩu trang này lẽ ra được xếp hạng tiêu chuẩn KN95 cho khẩu trang phòng độc. KN95 là hạng của Trung Quốc dành cho khẩu trang tương tự như N95 của Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia của Mỹ. Bộ Y tế Liên bang cho biết khẩu trang KN95 là một lựa chọn thay thế chấp nhận được cho khẩu trang N95. Nhưng những khẩu trang nói trên không đáp ứng các tiêu chuẩn lọc cần thiết cho khẩu trang loại N95. N95 được xếp hạng là chặn được 95% các hạt nhỏ. Khi được yêu cầu giải thích, Bộ Y tế nói rằng khó khăn hiện nay là do sự cạnh tranh toàn cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân và vật tư y tế. Nhiều quốc gia phải mua thiết bị y tế từ các công ty lạ lẫm. Phát ngôn viên của Bộ Y tế và Cơ quan Y tế Công cộng Canada nói rằng chính phủ hy vọng những khẩu trang này có thể được sử dụng cho nhân viên ở các ngành khác không phải y tế, không có yêu cầu che mặt nghiêm ngặt. Thành phố Toronto hồi đầu tháng 4 cho biết họ đã thu hồi hơn 60.000 khẩu trang phẫu thuật bị lỗi đã được sản xuất tại Trung Quốc. Số khẩu trang đó đã được cấp phát cho các viện dưỡng lão và sau đó được thu hồi sau khi có báo cáo khẩu trang dễ bị rách. Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Mua sắm và Dịch vụ Công cộng điều trần trước Ủy ban Y tế của Hạ viện rằng Canada đang tích cực đặt mua hàng từ các nhà cung cấp ở nước ngoài, chủ yếu là ở Trung Quốc, và đang cạnh tranh với các nước khác để mua thiết bị bảo hộ cá nhân và vật tư y tế. Từng rồi, hai máy bay chở hàng được chính phủ Canada thuê để mua các thiết bị vật tư y tế từ Trung Quốc đã buộc phải quay về tay không do bối cảnh tắc nghẽn giao thông tại một phi trường tại Thượng Hải. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết của Khương An. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.